Hai chị em chuẩn bị lấy đại gia, lấy chồng đại dạ, gia đó cô chú anh chị. Đây. Có không? À. Sao không nghe chú nói mà con chuẩn bị cuốn gói theo chồng? À, ai đuổi thôi đi. Vậy? Ai rước đâu đi hả? Ai đuổi theo đầu đi. Ờ, ai đuổi mới đi hả con? Ủa vậy giờ cũ không lấy đi chồng ơi. Ai biết đâu thấy dù cũ. À, bây giờ Mạnh tới nhà của bé Băng. Là cái hoàn cảnh bị người anh làm rồi có con. Hello con. Yeah. Ồ, bữa nay đẹp trai vậy. Yeah. Đẹp trai ha. Yeah. Cười hoài luôn. Cơm chưa? Dạ, yeah, ăn rồi. Rồi ha. Dạ. Chưa ăn á, chú nó nói sao? Không, sáng không mời rồi. Sáng mời rồi ha. Dạ. Bữa nay đẹp trai hả? Dạ. Này có người yêu rồi phải không? Dạ thôi. Có chưa? Dạ. Hôm qua chú còn sao? Hôm qua chú thấy con chở em yêu nào đi vậy mà? Dạ đâu có đâu. Trời, chú thấy rõ ràng dám nó không có. Hôm qua có nhà chứ con đi đâu luôn. Ủa vậy à, mình nhìn nhầm sao ta? Hả? Ủa sao hôm qua chú thấy con chở người yêu mà? Dạ đâu có đâu con. Hôm qua đây có nhà không chứ con đâu đi đâu. Xích vô trong xíu rồi chú ngồi coi. Có không? Khai thiệt dạ. Đi. Dạ đâu có đâu. Khai thiệt nè. Con không biết nha độ như sao nữa mà sao chở. Ôi cười kìa. Ai gặp nữa ha. À, sắp sửa có con dâu rồi phải không? Thấy hôm qua chở người yêu đi chơi vậy mà. Đâu có đâu. Hôm qua thấy đi uống trà sữa rồi nữa mà. Dạ đâu có đâu. Thôi khai thiệt đi mà. Khai thiệt đi. Chú con rồi. Chú giỡn con hoài. Gặp anh mà ca cái trời con nghe. Đâu bây giờ con ca một bài cho ông bà cô chú nghe coi. Dạ con nói chữ đâu ca. Không biết chữ nhưng mà cũng hay ca bài hát chứ. Dạ đâu có đâu. Bây giờ khai thiệt nè, hôm qua đi đâu nè? Hôm qua đó đi đâu con không biết, coi đổ nó sao đi chút. Sao ủa hôm qua không lẽ mình nhìn lộn sao anh Việt? Hôm qua thấy chở đi uống trà sữa cái lúc đó thấy nó đưa cho bé kia, nó kêu em yêu em uống đi. Cười. Có không? Có đâu. Trời ơi thấy rõ ràng. Chú giỡn con rồi. Cười. Chú giỡn con hoài hả? À? Không, chú thấy có đó nghe, con dấu nè, cái này là hình như là con dấu ông bà hay gì nè. Con đâu biết chị xe đâu sao mà chở được. Nhỏ kia nó chở. Cười chị. Cái cãi thoải mái, nhỏ kia nó chở mà. Dạ đâu có. Con ngồi sau con ôm cứng ngắc luôn. Dạ có. Có không? Dạ không. Thôi mà, giấu rồi. Giấu rồi, giấu rồi. Giấu rồi. Dạ đâu có. Thấy rõ ràng. Hôm qua con ở nhà hôm trước con đâu đi đâu. Không lẽ hôm qua mình nhìn nhầm sao ta? À, đi cái chú chạy ngang chú cái con còn phả tay với chú nữa mà. Dạ có đâu. Ai à, có rồi nè. Có đâu. Kìa cái mặt còn có môi son á trời nó kìa. Giỡn rồi. Cái chú giỡn con rồi. Giỡn con rồi hả? À? À, chị đâu rồi? Dạ ai? Chị Băng á. À con cũng biết. Vậy. Ở nhà mà. Ai biết con đấy con. Nãy giờ con ngồi ngoài trước hả? Dạ. Ở chị ở trong nhà. Dạ. À, bây giờ con ca cho ông bà của chú nghe một bài đi. Thôi con nói chữ luôn kìa. Có thuộc không? Chứ không. Con biết chạy xe nè đúng không? Chạy xe ha. Rồi sáng giờ có hẹn giờ đi uống nữa chưa? Dạ chưa, con nhớ con rồi. Bắt rồi cô chú. Đưa con ngủ hả? À? Sao mà không kêu ra đây? Đi vô chổng kêu bé Băng ra đây đi chú. Ôi bữa nay chân cháu nổ quá ta. Trời ơi. Ôi bữa nay cái đầu kìa, anh Việt nhìn đầu kìa. Ngủ vậy? Ngủ. Nãy giờ con dài. Cười chú.
Rồi sao? Ủa không gầy à, uống sữa đồ à, uống được không Văn? Cháu á. Rồi không gầy là mẹ chồng ở Sài Gòn thì không có gọi nữa hả? Dạ không. Không ha. Còn con bé kia đâu rồi? Kế. Đâu? Kế. Ờ qua đây luôn đi chứ. Qua đây. Qua đây nè con. Qua đây. Của tao lấy chồng mà. Qua đây, qua đây con. Quay kìa. Qua đây, qua đây. Ở đây cầm tiền, cầm tiền. Em cầm tiền, cầm tiền ha. Cầm tiền, cầm phu. Cầm tiền đây là Khánh Băng, còn con là gì? Dạ con Quý. Quý à, Phú Quý hả? Quý. Quý. Gì Quý? Phú Quý. Dạ. Tên là toàn là nghệ sĩ không người chú anh chị. Rồi sao rồi cẩm tiên rồi không gài tình hình hai chị em ở gần Sài Gòn rồi sao rồi nó lớn lớn lên nha rồi nói đi con không biết đâu ạ à? Cái đầu cháu bữa nay nổi gì ta chập cho em ngủ đi rồi hai chị em có chừng nào lên Sài Gòn hai chị em chừng nào lên Sài Gòn? Tao không biết. Không biết nữa. Hỏi gì không biết chứ gì không Băng trả lời giùm đi Băng. Trả lời giùm chị đi Băng. Băng lành lắm. Băng lành hơn. Trả lời giùm chị đi coi. Sao Băng? Sao không kìa con thấy tình hình sao rồi Băng? Tình hình của em hay chị? À, nhỏ này chị ha. Chị con ha. Ừ. Rồi sao chị con thấy tình hình có gã lên chảnh được không? Trong đây kìa. Hả Băng? Lên đi chứ. Ở nó dòng chứ. Vô luôn không? Vô ở Cà Mau đâu chẳng. Ở dưới Cà Mau. Đi nó chơi dầu nha anh. Chơi dầu ở dưới Cà Mau hả? À, hai chị em chuẩn bị lấy đại gia lấy chồng đại gia đó cô chú anh chị đây. Có không à. Sao không nghe chú nói mà con chuẩn bị cuốn gói theo chồng à, ai đuổi thôi đi vậy ai rước đâu đi hả ai đuổi thôi đâu đi ờ ai đuổi thôi đại hưởng mới đi hả con có gì vào cổ trong ấy đi dù ơi ai biết đâu thấy dù cũ hôm nay con của con uống sữa được không? Thấy tình hình này thấy bé này. Vậy thằng Khải. Nóng quá không? Có nóng không? Đã chịu. Đi đâu vậy? Vô khoa sữa. Ừ. Ủa? Nên không có chỗ ngồi chơi, nó trốn một miếng đây để cho. Rồi, con qua đó ngồi đi. Yeah. Qua ngồi. Đó ngồi cái kế vậy đi, xích vô lấy miếng nữa. Vô. Hả? Vô. Đẹp trai lắm bộ. Đẹp trai lắm chứ bộ. Sáng hôm qua rồi đi uống cà phê, uống trà sữa với người yêu đó. Dạ, đâu có dễ rồi. Thấy rõ ràng. Có đi không bà? Có đi không? Có đi chơi không? Con đi bộ xong đầu chạy xe đi. Đi bộ còn không xong nữa hả? Con chạy xe nhau đường đảo chắc kì ca nhường đường cho đi. Đảo xong cái con mới về. Rồi Băng hôm nay khỏe không con? Khỏe. Khỏe dữ không? Thấy bữa nay mặt hồng hào rồi đó. Không gà chắc có người yêu mới rồi nè. Yeah. Có không à, Quý? Dạ không. Có không? Sao biết? Dạ con đâu biết dù có bà chị con. À. Vậy sao nói hồng? Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa.
viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình. Không. Dạ con không biết. Không là không biết. Không nghe dạ. Con có thấy anh nào vô thăm chị con không? Dạ không. Không luôn ha. Dạ. Ừ. Chị có đi ra ngoài không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Chị có ăn cơm không? Dạ có chứ. Tưởng đâu nói không luôn chứ. Mở nó sửa cái hẳn đi. Chí cái là hẳn chở cho em luôn. Ủa, muốn là người, có như đói sữa hả con? Dạ, có sữa đâu. Ti tì à. À, sao rồi cô, tình hình sao cô? Cô lên đây luôn đi. Kêu. Lên luôn. Chú Hùng Mạnh kia mà con. Ừ. Nhớ chú luôn hay chạy. Con chú á nó đang kênh gì quân ngoại. Ừ, hậu giang chưa bi. Ở đâu hậu giang quê cô chứ quên. Ừ. Xích lên trên kia đi cô, con xích ra cho mẹ dạ. Xích vô. Sao không gài gia đình mình ổn không cô? Dạ cũng ổn. À, có ai Mạnh Thường Quân đồ ta có gọi đồ không? Dạ không. Không à. Ừ. Ở bữa nay không đi làm hả? Dạ, không làm mới về. Đi làm mới về. Dạ. Rồi, hôm nay có nói chuyện với bà Xu với cha nó không? Hôm nay bà Xu có gọi nó không? Sao làm sao bà Xu hết gọi luôn rồi. Bữa nay có chó đâu để. Còn không có chó hả? Dạ không. Bữa nghe nói chuyện mà. Dạ. Bữa nay chú Giang, tôi chú Giang điện cái nói chuyện. Ừ. Cái nhà con sọc còn chưa có tiền cắt sao nó nghe nói chuyện mà chưa được. Ồ. Liên quan vậy? Dạ. Ủa nhà con sọc rồi hả? Dạ. Sọc ở đâu? Sọc ở sao á, bữa hôm con với cha con kiếm mấy cây đố đỡ lên. Ừ, sập luôn rồi. Sập dạ. Luôn rồi. Mưa quá trời lạnh cái ầm cái hết hồn. Tự nhiên sập lên trước con sập sao. Lần trước người ta ngủ mà tự nhiên lần sau không có người. Mày ướt gì ướt độc rồi uống sao ở. Ngon lành nha, ướt ngon lành nha. Bây giờ con ướt là con ướt cái gì? Nếu mà con muốn ướt là con ướt cái gì? Ủa là nhà sập ngay khúc nào à? Dạ sập ngay chai chai vừa được đã có cái chỗ bữa quay. Căng tấm mũ lên hả? Dạ. Ừ, sập ngay đó luôn hả? Dạ. Trời. Sập nãy. Vì ngay đó là ngay chỗ. Chỗ đường đi đó. Chỗ ông băng ngủ luôn hả? Không có. Không có đi chỗ. Chỗ đó cái đâu đó. Rồi xích sao chỗ cái lô hả băng? Dạ. Ừ. Trời ơi. Vậy là cũng sát bên cái giạc con ngủ rồi. Dạ đâu có xa hơn ký chút. Xa hơn tí ha. Dạ. Ừ. Xa hơn xíu à. Dạ. Ừ. Xa hơn xíu xíu ha. Dạ. Ừ. Chở cỡ chừng bước ha. Dạ, cỡ hai bước chút. Ồ, ngon lành ha. Dạ. Rồi hổng gài con cô có gọi không? Dạ. Không luôn hả? Rồi có liên lạc gì đâu? Không liên lạc luôn. Này thấy gia đình cũng vui vẻ rồi ha. Chị Xui, hai chị Xui nói là vài bữa nữa xuống thăm gia đình đó. Rồi chị có chuẩn bị tiếp đón gì chưa? Nói cũng là à. Xuống ra thăm hai con dâu. Mới chuyến này hai chị em lấy chồng kế bên luôn rồi nghe được. Băng. Chưa đó. Băng ơi. Băng à. Rồi lấy chồng xa rồi có về nhà thường không? Hả? Ồ là trời ổng em. Trời ơi. Ổng em hết hồn luôn. Ổng em gì nhẹ ẩm gì cố ý chạy xe đâu vậy? Khi nào mà nó có thức ăn á. Thì chú hỏi con nói đâu có chạy xe đâu. Thôi kệ nó nói tự nhiên. Tối con ngủ được không ba? Em có khóc không? Dạ bằng ngày không có rồi bằng đêm không khóc tim. Ờ. Mày khóc rồi ai giữ? Dạ con. Con giữ ha, mẹ có giữ phụ con không? Dạ có. Có luôn ha.
Nó tối làm như làm kinh vậy. Tức sáng này có khi tức sáng này. Thì sáng đêm luôn hả? Dạ. Bóp vô cẳng đi thì nó dịu rồi đâu nó ngủ được rồi mới ngủ. Ừ. Ai? Thằng nhỏ. À bóp sáng đêm luôn hả? Rồi Quý ngủ gần đó rồi có phụ chị không con? Dạ con đâu biết cho sữa đâu. Con không biết hả? Dạ. Không biết pha sữa hả? Dạ. Vậy con biết uống sữa không? Dạ con uống sữa là con đớt mà. Hôm sáng mà hiếp mà để cứ nông mấy chú vô mà mấy chú để cái chân ngọt về vô luôn. Chân ngọt vô luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay gia đình mình có gì vui kể nghe coi. Cái nào hôm sáng mấy chú vô đang chọc cái chú nữa. Chọc gì? Dạ, chọc chú chọc khi con cười. Rồi ha. Dạ. Chọc mấy chú cười luôn hả? Dạ. Đâu chọc sao chọc tôi cười coi. Hồi nãy chú kể chuyện dễ dọc cơ. Dễ dọc rồi trời, biết dễ dọc luôn luôn kìa. Dễ dọc gì? Hồi nãy chú ấy nói nè. Chở đi uống trà sữa đâu đó. Dạ thôi, con đâu có đâu. Con không biết chị xe còn kêu tính tiền nữa đó mà, 30 ngàn nữa mà. Dạ thôi. 30 ngàn trà sữa rồi, kêu chủ quán tính tiền đi. Gà lăng được lắm nha. Để đâu có đâu. Móc ra còn 29 ngàn thôi. Anh ơi còn ngàn không cho anh mượn ngàn. Cười đâu có được chút. Có không? Dạ không. Sao chú thấy có ta? Dạ ai biết cười chú. Rồi nghi lắm nghe giấu nè. Dạ đâu có đâu. Sao chú chạy ngang chú thấy con kêu chủ quán ơi tính tiền. Nhưng đổ ngay chứ con đâu có uống trà sữa đâu. Vậy con uống gì à? Vậy là con uống nước cam phải không? Dạ không có. À, không uống trà sữa hả? Dạ. Mày đi học con quá rồi mày chạy xe. Hả? À, kìa, Băng nói gì kìa? Ê, Cẩm Tiên. À, con hát một bài ông bà nghe coi. Con hát một bài đi. Nó hát tiếng Anh đó chú không hiểu. Trời ơi, hay gì trời. Hát tiếng Anh không hả? Có. Wow, hay gì ta. Đâu Cẩm Tiên này, con qua con hát một bài tiếng Anh này. Hát bài gì? Hát bài tiếng Anh này Cẩm Tiên. Tiếng Anh là gì? Có nhất chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, ai ngờ chuyện nhỏ thiệt. Yeah. Phải cười nha. Rồi Cẩm Tiên vô hát bài Cẩm Tiên. Trốn rồi. Là hát bài rồi con có tiền nè. Nè, bây giờ hát bài hả, đưa tiền anh kia ơi. Hát Cẩm Tiên hát bài đi rồi. Tiền đâu? Kìa. Nên chạy chú rồi. Tiền chị chú rồi. Nghe đấy. Chú ca ca. Ca ăn bài rồi có tiền. Nghe đấy ca chị chú. Chị Cẩm Tiên biết ca không Băng? Dạ nó đâu biết chữ không? Nãy nói hát tiếng Anh không luôn. Hát tiếng Anh rồi. Dạ cái quan trọng cái chứ cái đúng chữ đâu. Rồi mà Băng biết hát không? Dạ không. Nó biết hát. Ta hỏi Băng. Ta hỏi Băng để chị trả lời. Không, nó không trả lời, con trả lời giùm. Trả lời giùm ha. Dạ. Thôi bây giờ kêu Quý hát bài tặng đi. Dạ thôi. Tặng đi rồi cho tiền. Con không có chữ. Hát lại đi. Hát tiếng nào cũng được hết. Chữ nhảy thì được. Chữ nhảy thì cũng được. Quý chữ là con hát lại đi. Chữ nhảy thì được. Rồi hát bài đi rồi cho nhiêu tiền. Dạ con đối chữ đâu ca. Trả lại đi. Kìa con có tiền ra Cẩm Tiên. Ra kìa chú. Ra đi cho tiền nè. Ra cho tiền này Cẩm Tiên. Ra căn bài cho tiền. Thôi. Ra đi cho tiền kìa. Vậy không ra đi về. Không ra đi về luôn. Trốn nữa rồi, bắt cả trốn nữa. Thôi ra cho tiền không chịu ha. Như chậm loi nữa kìa. Rồi vậy Cẩm Tiên không lấy rồi. Không lấy mình đi về chứ sao giờ. Nghe ca bắt kêu họ lên chú ca với đứa con nít đâu bảy cắm cửa vậy. Không, chú không lấy thôi chứ biết sao giờ. Chú mặt. Đã có ca bác kia hỏi lên con nghe nó chú ca bán đi đưa con nít đầu bảy cám củi vậy. Ca bán chợ mới luôn đúng không? Ủa được luôn hả? Chợ mới luôn hả? Wow, hay nha. Em Tiên ơi ra bài chợ mới đi. Đại đi ca đại khúc thôi. Chợ mới có hồi nào và bao nhiêu tuổi. Ở nơi đó tôi có một người yêu Cẩm Tiên ơi. Anh giặt đồ ngoài sông để em phơi áo. Thôi mà
Có sao không sao, lại đây cũng tiên. Với áo xong rồi, ủa cái quần đâu anh ơi? Trời. Anh giặt sao không kỹ vậy, còn trình không nè. Tiên quá hát ơi. Đúng rồi. Qua đây hát bài chú cho mày, tiền nè, mạnh thường quân ta cho tiền kìa. Không, không hát là không cho tiền. Đúng rồi. Đó là trà lao nó hồng báo đấy. Trà lao không đấm cho nhà cái. Không, đừng nó, đang quay đừng nó còn hổn rồi còn hổn. Nha. Nha. Đi học ra rồi đừng nó. Ừ. Không, không được đó, đó cầm tiền lên rồi đó, rồi chuẩn bị tiền đi. Hát một khúc thôi. Bây giờ chú chỉ con hát nè. Anh ơi, em đang giặt áo ở bờ sông, anh đang ở đâu, chạy về mau đi phơi áo. Cười hoài. Rồi, cá đi bây giờ, con ca đi. Con ca đi quý. Không, con ca chứ. Chỉ hụt con quá cái trang ngư chú hát vậy rồi. Hay quá không, ấy ca sĩ hát hay em không? Em muốn rồi chưa Băng? Con hát được không? Băng ơi. Dạ. Chưa, nó em muốn rồi chưa? Con hát nãy được con nhà uống sữa mà bú lâu quá vậy? Nó uống chậm mà biết được. Chậm quá hả? Dạ. Hôm nay là có ai ghé mà lúc trước cô nói cho bé này có ai ghé xin không? Dạ không. Không hả? Lại có chú hát đi đưa nít đầu ra ngoài với chú giặt ngáo vào trong luôn. Mẹ này Băng ơi, bữa nay có có anh Ti Lê Quỳnh ở bên Mỹ có gửi cho con $100 nè. $100 là như chút trăm đô là như à, đưa 2.470.000 á Băng. Ngon luôn. Rồi hát bài đi rồi mấy đứa 2.470.000. Cẩm Tiên ra hát nè. Con hát chưa? Nè con, chú gửi tiền của cảm ơn con. Anh Ti Lê Quỳnh ở bên Mỹ ha, 1 triệu. Dạ. 2.470.000 ha. Dạ. Còn lại 50. 2.400. Đưa đô là chưa không chưa? 50.000. Cảm ơn đi con. Cảm ơn con. Mấy cô chú anh lại cùng con. Cảm ơn anh Ti Lê Quỳnh đi. Dạ. Ti Lê Quỳnh. Dạ con cảm ơn mấy cô. Nó đâu được. Lại con cảm ơn. Con nói vậy nè. Con cảm ơn chú Ti Lê Quỳnh. Nó cảm ơn. Nói cho con. Thôi kêu Cẩm Tiên nói giùm đi. Cẩm Tiên. Con cảm ơn chú Kê Lê Quỳnh. Rồi, vậy con nói giùm Quý, con nói giùm mẹ. Chú Kê Lê Quỳnh. Gì Kê Lê Quỳnh? Quỳnh ông ơi. Con cảm ơn chú Kê Lê Quỳnh. Gì Kê Lê Quỳnh? Ti Lê Quỳnh. Ti Lê Quỳnh. Ai biết con đếp mà. Rồi nói lại đi. Kê Lê Quỳnh. Cảm ơn chú Kê Lê Quỳnh. Rồi, một lần nữa thì Kỳ cũng xin cảm ơn em Ti Lê Quỳnh ở bên Mỹ rất là nhiều nha. Cũng đã gửi về $100 cho mấy mẹ con của con của cháu Băng ở đây. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Nó gịch cái con hơi là cá ăn mồi. Đây là cả gia đình của em Băng nè, cô chú anh chị. Đó, quý. Còn đây là mẹ, còn kia là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên là chị Băng hả con? Dạ. Ê, ca sĩ qua hát bài coi. Đâu biết. Cái chợ có hồi nào. Trời bao nhiêu trời. Trời ơi. Trời. Chú mà được có con ca bắt cái đếp mà chú mà ca chợ mới. Coi luôn ha, có coi luôn hả? Dạ. Trời ơi, thấy chú ca nhờ hay thiệt trời, không nghe ca giờ ca hay. Hay không? Dạ, con đó chưa chú nghe chú kể ca. Ừ. Chú ca như tiếng như chó ngậm xương gà. Phải cười ha. Chú để hết vậy. Con nghĩ lại không hả? Chú không tin con cho đi học nè, không tin chú, mấy chú quay cái bộ đồ con đi. Quay chi? Quay bộ đồ con chi?
đâu có chi. Chú nghe coi. Thôi, để đi không quay đâu. Chi? Quay chẳng chi ông kệ. Không kệ hả? À, thôi đưa cẩm tiền ca bài đi về nè. Bây giờ con ca một khúc thôi. Bây giờ con ca một khúc thôi. Một khúc ngắn thôi. Một khúc thôi cho mình tiền. Trời trời thôi. Đã có chưa? Cho bác cái đếp chú cây đầu đứa nhỏ nhỏ đi cái gì? Tình bé Trần đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Rồi ừ. Cái ông kia thì ông già của ông Trần thì cầm đếp. Cái gì còn ớt ớt trong họng đi. Không, để nó nói đi nữa. Rồi sao nữa? Rồi chú ca chợ mới, cái chợ có hồ nào giờ bao nhiêu củi? Đó, hay quá. Rồi tiếp tục. Dạ, hết chân. Chị kỳ vậy? Cô hết trái. Ở nơi đó, tôi có một người yêu. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi phơi áo. Tiếp. Dạ con, cái đó con hát nhớ. Ra bờ sông. Ra bờ sông hai đứa tắm sông. Rồi mấy anh em thôi. Đã gửi số tiền của em Tý Lê Quỳnh ở bên Mỹ cho cháu Bằng ở đây rồi. Thì anh em cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị. Rồi chào cả nhà nha. Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình.